bạn ơi, hôm nay chúng ta cùng tô chú táo nhỏ này với mình nhá. Em mình sẽ cố đám mây trước. Mình đã xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Vật này với mình nhá. Đầu tiên mình sẽ tô mắt của con báu vật trước.
tóc mình sẽ tô màu đen. Cây quần mình sẽ tô màu tím. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Và cùng tô bức tranh này nhé.
màu xám. Mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.